Hello, chào mừng tất cả các bạn đến với channel YouTube Tô Màu Vẽ Tranh này của mình. Mình có chuẩn bị sẵn một bức tranh về một chú chuột với gương mặt là rất là dễ thương của cu te này. Và hãy cùng mình tô màu cho chú chuột này nhé. Và để tô màu cho chú chuột này thì phần trên khuôn mặt mình sẽ tô màu cam. Phần bụng của chú chuột này mình sẽ sử dụng màu vàng. Chân của chú chuột này thì mình sẽ sử dụng màu nâu nhau.
Và chú chuột rất đáng yêu và cute này đã được mình tô màu xong rồi nhá. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video tô màu này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.